Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 2 tầng với chủ đầu tư là gia đình anh Đào Thanh Lâm ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Qua bản vẽ phối cảnh 3D ngôi nhà anh Đào Thanh Lâm ở tỉnh Thái Bình, chúng ta có thể thấy rõ đây là một công trình hợp lý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngôi nhà hiện đại 2 tầng bề thế, nổi bật với hình khối vuông vức khỏe khoắn, một vẻ đẹp giản dị dễ chịu khi ngắm nhìn, không sử dụng những phù điêu trang trí cầu kỳ như những công trình cổ điển. Về màu sắc thì công trình nhà anh Lâm sử dụng những gam màu như là màu trắng, màu ghi, màu nâu cà phê, tạo nên một cảm giác về sự thanh lịch và đẳng cấp. Ngôi nhà anh Lâm có chiều ngang là 10,15m, chiều sâu dài 11,66m. Tổng diện tích sử dụng mặt sàn của một tầng rơi vào khoảng 120m2. Diện tích khá rộng rãi và đảm bảo về công năng của công trình. Một lưu ý cho quý vị mà Nhật An luôn phải nhắc đi nhắc lại ở mọi công trình, đó chính là diện tích sử dụng và diện tích xây dựng là hai khái niệm khác nhau, cần phân biệt rõ. Diện tích sử dụng được tính theo quy định của Bộ Xây dựng là tổng diện tích các phần chính như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, cộng với diện tích phần phụ như là ban công, nhà vệ sinh, nhà kho. Còn diện tích xây dựng thì được tính bằng diện tích sử dụng cộng với diện tích khác như là phần móng, mái, sân, tầng hầm. Vậy nên diện tích xây dựng sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Phần mái theo kiểu dáng mái Nhật lợp mái ngói Fuji màu nâu cà phê dần dần sẽ thay thế cho những kiểu mái đỏ thường thấy ở vùng nông thôn của Việt Nam trước đây. Mái Nhật luôn tạo cảm giác vô cùng thanh lịch vì đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa mái Thái và phong cách châu Âu. Mái Nhật thì có ưu điểm về kiểu dáng độc đáo bắt mắt, phù hợp với mọi diện tích không gian và đa dạng trong vật liệu. Với phối cảnh 3D từ phía trên nhìn xuống thì có thể thấy rõ là một tét nước và thái dương năng được lắp đặt ở phía cuối mái của công trình. Dàn hoa cũng là một điểm nhấn ấn tượng của ngôi nhà mang đến cảm giác lãng mạn và mềm mại hơn. Dàn hoa nếu được chăm sóc ươm trồng những cây leo, hoa leo sẽ giúp phủ một mảng xanh cho công trình, từ đó còn giúp che nắng cho các thành viên gia đình khi sinh hoạt ở khuôn viên ban công. Ở đây thì dàn hoa được sơn trắng, rất duyên dáng như một điểm xuyến cho vẻ đẹp của cả công trình. Và có rất nhiều chất liệu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn làm dàn hoa trong ngôi nhà của mình. Ví dụ như là gỗ nhựa composite, gỗ tự nhiên hay thậm chí là bê tông. Và tùy vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mỗi gia đình thì mỗi gia chủ sẽ có lựa chọn phù hợp. Với ngôi nhà anh Lâm thì hệ thống cửa sổ, các cửa sau và cửa mở ra ban công đều được lắp đặt cửa nhôm hệ sinh pha, phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Ưu điểm của nhôm hệ sinh pha là không bị cong ven, oxy hóa hay han rỉ theo thời gian, dễ dàng lắp đặt, vệ sinh, được sơn tĩnh điện nên lớp sơn luôn luôn sáng bóng, chống được tia UV. Đó là lý do những công trình của Mark Home luôn ưu tiên sử dụng chất liệu này. Ban công được lắp kính cường lực, một thiết kế ngày càng được ưa chuộng ở nhiều ngôi nhà ở Việt Nam. Nhiều người vẫn còn e ngại về độ an toàn thì quý vị hãy yên tâm, kính cường lực đảm bảo cực kỳ an toàn mà vẫn tối ưu về thẩm mỹ vì kính cường lực có độ dày và khả năng chịu lực gấp 5-6 lần so với kính thường. Bên cạnh đó thì kính cường lực còn giúp cơi nới không gian đáng kể so với những ban công bằng gỗ hoặc sắt. Nhờ đó thì dù diện tích vẫn thế thôi nhưng mà gia chủ hoặc các vị khách đến chơi sẽ cảm giác ngôi nhà rộng và thoáng hơn rất nhiều. Sảnh chính nhà anh Lâm nổi bật với hai cột hiên vuông vức khỏe khoắn, tạo cảm giác vững chắc cho ngôi nhà. Phần trụ cột được ốp gạch trang trí làm điểm nhấn. Cửa chính bốn cánh mở quay, chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp kính an toàn, tăng thêm vẻ sang trọng cho công trình. Thiết kế cửa chính luôn cần quan tâm đến kích thước thông thủy, cửa quá to hay quá bé đều bất lợi cho gia chủ, điều này cần phải tham khảo thước lỗ ban.
Thước lỗ ban là loại thước chuyên dùng trong thiết kế nhà ở hay mộ phần. Trên thước thì có hiển thị rõ được cái đơn vị đo lường nè, và đánh dấu các cung giúp phân biệt khoảng tốt xấu theo phong thủy. Thước lỗ ban có 3 loại là thông thủy, dương trạch và âm phần. Cả 3 loại này đều được thể hiện rất rõ ở website của Mark Home chúng tôi, đó chính là www.thietkethicongtrogoi.com. Quý vị có thể truy cập và tham khảo. Bậc tam cấp được ốp đá granite, mặt đen cổ trắng bền cứng, đảm bảo vững chắc cho một khu vực làm nhiệm vụ giao thương của ngôi nhà. 5 bậc giúp tôn chiều cao công trình, tỷ lệ đẹp hơn, và sau này nếu như gia chủ có nhu cầu cải tạo sân cao hơn sẽ không gặp phải khó khăn. Và nếu tính theo ngũ hành thì 5 bậc sẽ tượng trưng cho kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, và tam cấp tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Theo thuyết tam sinh tương ứng, tam cấp khi được thiết kế tốt về phong thủy sẽ mang đến tài vận thuận lợi cho gia chủ. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công trình qua những bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Qua hình ảnh mặt bằng bố trí nội thất ở tầng 1, quý vị có thể thấy ngay là tầng 1 được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Căn nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính, một lối từ cửa ra sảnh phụ ở nhà bếp, một lối từ cửa sau. Một ngôi nhà mà có 3 lối tiếp cận như vậy thì rất tốt về mặt phong thủy. Đây cũng sẽ là 3 hướng giúp lấy sáng, lấy sinh khí vào không gian bên trong. Phòng khách nhà anh Lâm có diện tích là 30m², vô cùng rộng rãi. Vì phòng khách là gương mặt đại diện cho cả một ngôi nhà mà, nên tuyệt đối là không nên có cảm giác u ám ngột ngạt, mà cần phải tươi sáng và thoải mái. Một lưu ý phong thủy phòng khách là cửa chính mở ra, không bao giờ nên thấy cả một hành lang dài, vì sẽ rơi vào thế nhất tiễn xuyên tâm, không tốt cho vận mệnh của gia chủ. Quý vị có thể thấy là trên bản vẽ thì kiến trúc sư của Mark Home để thiết kế vô cùng phù hợp. Phòng khách thông với gian bếp, diện tích 21,5m². Căn bếp lấy sinh khí nhờ một cửa mở ra sảnh phụ, cửa sau và cửa sổ. Điều này sẽ giúp các thành viên gia đình khi mà sinh hoạt trong không gian phòng bếp sẽ cảm thấy rất thoải mái, tránh sự bí bách và ngột ngạt. Căn bếp có diện tích phù hợp để bố trí một kệ bếp hình chữ L. Quý vị lưu ý là tùy vào diện tích mà chúng ta sẽ có sự lựa chọn kệ bếp khác nhau. Với những căn bếp có diện tích thật rộng thì có thể sử dụng kệ chữ U. Căn bếp diện tích thoải mái vừa phải thì có thể dùng kệ chữ L như là nhà anh Lâm. Còn căn bếp có diện tích khiêm tốn hơn một chút xíu thì nên sử dụng kệ bếp chữ Y như là những căn hộ chung cư. Tầng 1 nhà anh Lâm có một phòng ngủ rộng 12,7m², có thiết kế một cửa sổ lớn để đảm bảo sức khỏe cho thành viên gia đình sinh hoạt bên trong. Khu vực nhà vệ sinh chung được trang bị đầy đủ lavabo, toilet và khu vực tắm đứng, đảm bảo về công năng. Dựa vào bản vẽ chi tiết vệ sinh, có thể thấy là sàn được lát gạch ceramic chống trơn màu ghi sáng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Một thành phần luôn phải nhắc đến đóng vai trò quan trọng để kết nối không gian các tầng, đó chính là cầu thang. Nhật An xin lưu ý quý vị là không nên xem nhẹ việc thiết kế cầu thang, vì vẫn rất cần đảm bảo cả 3 yếu tố là công năng, thẩm mỹ và phong thủy. Dựa vào bản vẽ chi tiết cầu thang, có thể thấy là mặt bậc cầu thang ốp đá đen ánh kim, cổ bậc màu trắng, tay vịn gỗ lim Nam Phi, lan can kính cường lực giúp cơi nới không gian. Bậc dưới chân của cầu thang không nên hướng ra ngoài cửa chính, tránh hiện tượng là cầu thang thoát tài. Bên cạnh đó thì tính số bậc cầu thang theo công thức là 4N+1, với N là chu kỳ, làm sao để bậc cuối cầu thang luôn tương ứng với cung sinh trong sinh lão bệnh tử. Ở đây thì nhà anh Lâm có 25 bậc thang, rất phù hợp với phong thủy. Tầng 2 nhà anh Lâm có một phòng thờ diện tích 9,3m², bố trí cửa mở ra một ban công rất thông thoáng. Phòng thờ là không gian cung kính bậc nhất nên rất cần lưu ý về phong thủy. Bàn thờ không nên xung với cửa chính hay trục đường chính, sẽ gây nhiều điều bất lợi cho gia đình. Tầng 2 có 3 phòng ngủ diện tích lần lượt là 12,7m², 14,1m² và 14,4m², một khu vực sân chơi và một nhà vệ sinh chung. Tất cả không gian được thiết kế hợp lý đúng theo mong muốn của gia chủ. Dựa vào bản vẽ mặt đứng căn nhà, có thể thấy chiều cao từ gốc 00 đến đỉnh mái là 10m, chiều cao từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, chiều cao từ sàn tầng 2 đến mái là 3,6m, đều đảm bảo thật thoải mái cho sự sinh hoạt của các thành viên gia đình. Ngoài ra thì một phần vô cùng quan trọng giúp đảm bảo tính vững chắc cho ngôi nhà cũng như đảm bảo về sau không bị sạt lún nứt nẻ, đó chính là phần móng. Thì dựa vào mặt bằng móng ở hồ sơ kết cấu, có thể thấy ngay là nhà anh Lâm sử dụng móng băng bê tông cốt thép.
vì móng băng giúp truyền tải trọng của công trình xuống nền đất đều hơn, hợp với những nơi có địa chất xấu, tính ổn định kém. Bên cạnh đó thì móng băng thi công cũng khá đơn giản, giúp tiết kiệm phần nào chi phí. Đó là lý do nhà anh Lâm sử dụng móng băng là vô cùng hợp lý. Đó là toàn bộ công trình nhà anh Lâm ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hy vọng sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mark Home qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này thì đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên là hãy nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mark Home nhé. Còn bây giờ thì Nhật An xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.